Xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Test Strong Home. Nếu như đây là lần đầu tiên mọi người ghé thăm channel của mình thì hello, mình tên là Quỳnh Trang. Trên channel của mình thì mình chia sẻ cực kỳ nhiều những công thức nấu ăn vừa ngon vừa đơn giản. Và ngoài ra thì mình có một series nữa chia sẻ về những kinh nghiệm của mình khi là một du học sinh đang học tập và sinh sống tại Pháp. Nếu như thời điểm này mà mọi người còn chưa subscribe channel của mình thì mọi còn đợi gì nữa nhở? Subscribe ngay ở phía dưới và đừng quên ấn biểu tượng hình chuông để có thể cập nhật tất cả những cái video mà mình up hàng tuần nhé. Còn hôm nay thì chúng mình sẽ cùng làm một video mà mọi người đã yêu cầu mình rất rất nhiều. Và thực ra là mình đã trả lời giải rác trong những cái video chia sẻ kinh nghiệm du học từ những lần trước rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ làm một video riêng lẻ để mọi người có thể có tất cả những thông tin. Và hôm nay chủ đề chính là bắt đầu đi du học. Đấy chính là những cái thứ mà cần mang đi hay là không mang đi khi mà mọi người chuẩn bị vali, chuẩn bị sang đây. Mình nghĩ là video này sẽ phù hợp với những bạn nào mà sang học năm nay này. Không biết là năm nay thì mọi người sang vào lúc nào. Cái hồi mà mình sang cách đây 6 năm ý, thì mình sang vào hồi cuối tháng 8. Thì hy vọng là năm nay mọi người cũng sẽ sang vào tầm đấy, để video này sẽ không bị quá muộn và có thể giúp đỡ mọi người trong việc bắt đầu thật là chuẩn xác. Và sang bên này thì sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ để hòa nhập với cuộc sống mới nhá. Ok, để cho video này được dễ hiểu, rõ ràng và có tổ chức hơn thì chúng mình sẽ cùng chia video này thành 3 phần. Ở phần thứ nhất thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những thứ mà theo ý kiến cá nhân của mình không cần mang sang bên này. Ở phần thứ hai là những thứ mà cần mang đi. Và phần thứ ba là phần cuối cùng của video thì mình sẽ nói với mọi người một số những cái bí kíp cá nhân của mình khi pack đồ. Chúng mình còn chờ đợi gì nữa nhở, cùng bắt đầu video thôi. Để bắt đầu danh sách những thứ mà không nên mang qua bên này thì mình nghĩ đầu tiên là mọi người không nên mang quá nhiều quần áo không cần thiết. Khi mà ở nhà ấy, khi mà mọi người soạn vali và xếp quần áo vào trong vali để chuẩn bị mang sang bên này thì mọi người thử nghĩ trong đầu xem là có những cái item, có những cái quần áo nào mà mọi người nghĩ là sẽ cần dùng cho cuộc sống hàng ngày bên này, để đi học hoặc đi chơi này. Còn những thứ mà mọi người cực kỳ ít mặc ở Việt Nam hay là mọi người ít mặc ở Việt Nam nhưng mọi người nghĩ là sang bên này có thể mặc được ấy, thì mình nghĩ và mình đảm bảo 100% là sang bên này mọi người cũng sẽ không mặc đâu. Thế nên là mọi người hãy tiết kiệm chỗ để cho những cái thứ khác cần thiết hơn nhá. Và như mà mình đã nói ở rất nhiều video rồi là ở bên này thì mỗi năm có đến tận 2 đợt sale quần áo cực kỳ lớn. Các hãng thì đều giảm giá rất là nhiều và cũng có rất là nhiều hãng với những mức giá khác nhau nữa, từ những hãng bình dân như là Forever 21 hoặc là H&M cho đến những hãng mà kiểu cao cấp hơn ý, thì mọi người đều có thể tìm được những cái quần áo phù hợp với bản thân. Thế nên là nếu mà mọi người thời gian đầu mà không cảm thấy là đủ quần áo ý, thì mà có thể đợi đến những đợt sale này để sắm thêm quần áo cho mình. Hai đợt sale thì có một đợt sale vào tháng 1 và có một đợt sale vào tháng 7. Thế nên là mình nghĩ là mọi người cũng sẽ ổn thôi, không đến mức là bị thiếu quần áo để mặc đâu. Đứng thứ hai ngân sách của chúng mình sẽ là đồ dùng nhà bếp, tất cả những thứ như là nồi cơm điện, nồi niêu, son, chảo, bát, đũa rồi đồ đựng thức ăn. Thì mình nghĩ là những thứ đấy mọi người nên để ở nhà, bởi vì là những cái đồ đấy thì khá là cồng kềnh này, tốn diện tích mà lại còn nặng nữa, thì nên là sẽ chiếm rất nhiều cân trong hành lý của mọi người mang sang đây. Mà vốn là hành lý của mọi người mang sang đây cũng đã không nhiều rồi, thế nên là cũng không cần thiết đâu. Và ở bên này thì mua những cái thứ đấy cũng không đến mức đắt lắm. Chẳng hạn như mọi người có thể mua ở những cái hệ thống siêu thị lớn như là kiểu Carrefour, Auchan này, hoặc là nếu không thì mọi người có thể lên trên những trang web như là Amazon để mua, hoặc là những trang web bán đồ cũ như là Le Bon Coin. Ngoài ra một cách rất là đơn giản khác là mọi người có thể chịu khó lên hội sinh viên tìm ý, bởi vì là sau khi chuyển nhà thì thường là các anh chị hoặc là những cái bạn sinh viên ở đây sẽ để lại những cái đồ mà dùng trong nhà này, từ những đồ dùng nhà bếp này cho đến những cái đồ dùng lặt vặt khác như kiểu là giá phơi quần áo rồi gì ấy nhở, nói chung là những cái đồ như thế. Ví dụ như là ngày xưa ấy, khi mà mình chuyển khỏi Lyon mà để lên Paris thì mình cũng bán lại rất là nhiều, từ kiểu bát, đĩa, nồi niêu, son, chảo, những cái thứ mà mình không thể nào mang lên Paris được. Thế nên là đấy cũng sẽ là một cái nguồn để mọi người tìm kiếm những cái đồ này. Và khi sang bên này thì những cái đồ đấy mình nghĩ là cũng không đến mức khó kiếm quá, thế nên là mọi người đừng mất công mang sang ở Việt Nam làm gì, vừa mất công kiểu hệ nệ sách ở sân bay về đến nhà mình này, rồi trong cái thời gian đầu khi mà mọi người chưa có nhà ở định bên này thì mọi người cần phải chuyển nhà liên tục nữa. Thế nên là những cái đồ đấy thì mình nghĩ là cũng tương đối là nặng và cũng kiểu khó khăn cho mọi người ý. Tiếp theo là tất cả những thứ như là chăn gối thì mình nghĩ là mọi người nên để ở nhà, bởi vì điểm trừ những đồ này là cực kỳ tốn diện tích. Kể cả mọi người có cho vào túi hút chân không và hút chân không ra thì để trong cái vali thì vẫn tốn thôi. Thế nên là mọi người có thể sang bên này mua sau. Như mình đã nói ở trên ấy, thì mọi người có thể mua của những anh chị bạn sinh viên đã ở bên này này, hoặc là nếu không thì đầu tư hẳn một buổi đi IKEA, bởi vì mình có một niềm vui vô tận với cả việc đi IKEA bên này. Thứ nhất là đấy rất là nhiều đồ mọi người có thể thoải mái mua sắm này và phù hợp với những cái nhu cầu của bản thân nữa. Có rất là nhiều mẫu mã từ rẻ cho đến đắt, mọi người có thể thoải mái lựa chọn. Và tiếp theo là đồ ăn ở đấy ngon. Lần nào mình ra đấy cũng phải ăn hot dog. Thôi rồi, mình lại lạc đề. Làm thế nào đấy mà trong tất cả những cái video mình đều tìm cách để lại sang chủ đề đồ ăn. Đấy, nói chung là quan điểm của mình là không nên mang chăn gối để làm gì cả. Hầu hết mọi người cũng sang vào tháng 8, thế nên là việc mang chăn cũng không cần thiết. Bởi vì sang bên này, trời ơi, tháng 8 nó còn nóng như điên như dại ý. Thế nên là mọi người cứ sang đây và mọi người sắm sau, tất cả đều sẽ ok thôi.
Thứ tư đấy chính là đồ mỹ phẩm. Mình nghĩ là mang đồ mỹ phẩm từ Việt Nam qua Pháp thì không khác nào là kiểu chở củi về rừng ấy. Bởi Pháp thì vốn nổi tiếng là một đất nước của mỹ phẩm này, nước hoa và những sản phẩm chăm sóc da. Thế nên là mọi người chỉ nên mang những cái đồ đủ dùng trong khoảng tầm thời gian đầu tiên thôi. Và sau đấy thì mọi người thích thì mọi người sắm sửa ở bên này sau. Bởi vì bên này có rất là nhiều hãng khác nhau, có những hãng mà phù hợp với túi tiền sinh viên hơn và cũng có những hãng cao cấp hơn. Thì mọi người có thể sang bên này và mọi người kiểu mua sắm các thứ xong rồi vào Sephora lượn lờ trong đấy thì cũng rất là thích. Thế là những cái đồ này thì mọi người chỉ cần mang trong một cái túi nhỏ nhỏ thì mình nghĩ là cũng ok rồi. Một thứ mà mình đã đúc kết từ chính kinh nghiệm của bản thân đấy chính là ảnh thẻ. Hồi mở Việt Nam khi chưa sang đây thì mình cẩn thận ý, mình nghĩ là sang bên này thì sẽ cần dùng ảnh thẻ cho rất là nhiều thủ tục hành chính này, rồi làm những cái giấy tờ ở trường. Thì đúng là sang bên này cẩn thận nhờ vấn đề ở một chỗ, đấy chính là ảnh thẻ của Việt Nam không giống size của bên Pháp. Thế nên là mọi người có thể sang bên này chụp sau, mặc dù là giá ảnh chủ đây thì mình nghĩ là đắt. Bởi vì là ra cái photo marathon ở đây chụp năm mơ mới được có 5 tấm, thế nên là tính ra 1 ơm 1 tấm kiểu giá cả rất là đắt đỏ ấy. Nhưng mà đấy là điều bắt buộc thôi, bởi vì nếu mọi người có mang ở Việt Nam sang thì cũng không dùng được. Ngày xưa ấy, mình in kiểu cỡ to, cỡ nhỏ, cỡ nhỡ các thứ và mình để vào trong một bịch to đùng. Sang bên này mình nghĩ là sau bao nhiêu, 6 năm thì mình phải còn đến 2/3 ấy. Nếu mà ảnh to quá thì mọi người phải cắt đo theo chiều của bên này. Còn nếu mà ảnh nhỏ quá thì mọi người lại không dùng được. Nếu mà mọi người thích mọi người có thể mang sang, mình nghĩ là tối đa khoảng 10 tấm thôi. Sang bên này để làm những cái thứ linh tinh hàng ngày nếu như cần thiết. Còn nếu không thì mọi người có thể sang bên này chụp nhá. Và thứ cuối cùng có vinh dự được góp mặt trong danh sách những thứ đồ không nên mang qua Pháp, đấy chính là đồ mang bằng phẩm. Cái này thì mình nghĩ là mình đã nhắc qua nhắc lại rất là nhiều là trong video của mình rồi, nhưng mà mình nghĩ là mình cần phải nhắc lại cho mọi người một lần nữa. Đấy chính là đồ mang bằng phẩm bên này thì cũng tương đối là rẻ. Và những cái đợt đầu năm ý thì thường hay có giảm giá cho những cái đồ như kiểu là sách vở, bi, những cái thứ khác để dùng cho năm học ý. Thì mọi người không cần thiết phải khệ nệ mang từ Việt Nam sang đâu. Bằng chứng sống của mình là có một cái hộp tao đồ trong các phòng của mình, bây giờ nó vẫn đang ở đấy. Có rất là nhiều thứ, nào thì bút bi, ruột bút, bút xóa, tẩy, rồi ba ly ba lô, tất cả những cái thứ linh tinh khác mà đến thời điểm này mình vẫn chưa dùng hết mà vẫn còn đang dùng một đống. Mà trong khi đấy là mình đã hết đời học sinh rồi. Thì bởi vì không biết là ngành học của mọi người như thế nào, nhưng mà ngành học của mình ý thì mình viết cua rất là nhiều trên máy tính và mình không mấy khi mà dùng bút lắm. Thực ra là mình có dùng để làm bài tập thôi, nhưng mà không đến mức mà kiểu dùng một năm cả hết 100 quyển vở hay là cả 100 cái bút ý. Thế nên là mình mua một đợt đúng kiểu đầu năm thôi, xong sau đấy thì dùng thì cũng đủ và sau đấy thì cũng không phải mua thêm gì nữa. Thế nên là khuyến cáo mọi người đừng nên mang đồ văn phòng phẩm vào bên này nhá. Ok, đấy là danh sách tất cả những thứ mà mình nghĩ là không nên mang qua bên này. Chắc là thời điểm này ngồi trước video thì mọi người đang nghĩ trong đầu là trời ơi, cái bà này bà nói linh tinh cái gì thế, cái gì cũng khuyên không nên mang qua thì mang qua cái gì bây giờ, không lẽ là mang qua người không à? Thì đây, chúng mình sẽ đến với phần 2 của video, đấy là những thứ mà mình nghĩ cần phải mang qua bên này trong vali du học nhá. Đầu tiên chúng mình sẽ cùng đến với hạng mục quần áo. Nghe hạng mục quên kiểu là chúng mình đang đi dự lễ trao giải ấy nhỉ. Đầu tiên chúng mình sẽ đến với mục quần áo. Thứ đầu tiên mà mình nghĩ là mọi người nên mang sang đây chính là một số quần áo ấm để mặc thời gian ban đầu. Bởi vì như mình đã nói ở phần trước video thì ở Pháp có 2 đợt sôn, tháng 1 và tháng 7. Thì ở thời điểm tháng 1 ấy thì thời tiết đã lạnh rồi, thế nên là mọi người cần chuẩn bị một số quần áo ấm để mặc trước đấy. Mình thì mình khuyến khích mọi người nên mang những cái đồ mà càng nhẹ càng tốt. Ví dụ như kiểu là áo giữ nhiệt này, hoặc là những cái loại mà áo lạnh nhưng mà nhẹ thôi. Thứ nhất là bởi vì nó sẽ không tốn cân. Thứ hai là khi mà mọi người mặc sẽ thấy thoải mái hơn, bởi vì mọi người phải đeo cặp tiếc rồi túi đi học các thứ thì nó cũng sẽ đỡ cho mọi người hơn. Mình thì không hiểu tại sao, hay là mình già rồi hay sao ấy, những cái năm gần đây thì mình mặc những cái áo khoác mà kiểu nặng nặng ấy, sau một hồi mặc xong mình cảm thấy rã rời, bắt đầu cổ rồi vai các thứ tinh nó mỏi như ấy. Thế nên là mặc những cái thứ đồ nhẹ thì sẽ thích hơn nhiều. Thứ hai là quần áo ngủ. Mình thì mình nghĩ là những cái mẫu mã của Việt Nam thì rất là nhiều, rất là đa dạng, từ những kiểu áo kiểu cute dễ thương này cho đến những cái váy ngủ sexy thì cũng rất là nhiều, chất liệu tốt và giá cả thì rẻ hơn bên này. Thế nên là nếu mà mọi người mang được thì mọi người nên không mang khoảng 2-3 bộ sang bên này, xong rồi sau đấy thì nếu mà được xôi mọi người có thể sắm thêm. Mình thì mình vẫn thích quần áo ngủ Việt Nam, bởi vì lần nào mà mình có cơ hội về Việt Nam hay là lần nào mà có người mang sang đây thì mình cũng nhờ bạn mình mua một số bộ quần áo ngủ dễ thương cute ở Việt Nam để mặc trong nhà ấy. Một thứ quần áo mà mình nghĩ là các bạn nữ nên mang qua bên này đấy chính là một chiếc áo dài. Khi mà sang bên này thì mọi người sẽ có một số gì mà có thể diện áo dài rất là xinh, ví dụ như gọi là lễ Tết này, hoặc là những cái hôm biểu diễn văn nghệ, hoặc là những cái hoạt động của hội sinh viên thì mọi người sẽ có cơ hội súng xính diện áo dài cổ truyền của Việt Nam. Khi mà may ở nhà thì chất liệu vải cũng tốt hơn này, mọi người có thể may theo số đo của mình. Và thực ra thì một bộ áo dài thì cũng không quá là nặng đâu, thế nên mọi người có thể chèn ở trong vali, để ở chỗ nào để chẳng hạn như là trong kể cả trong hành lý xách tay cũng được, thì rất là nhẹ. Và mình thì mình luôn thích mặc áo dài bởi vì mình nghĩ là áo dài cực kỳ xinh này, cực kỳ duyên dáng và rất là tôn dáng nữa. Và quan trọng hơn đấy chính là có thể thể hiện bản sắc dân tộc của Việt Nam.
Còn một thứ dành cho các bạn nam đấy chính là thắt lưng. Cái này thì mình phải hỏi ý kiến những người bạn nam ở trong nhóm của mình. Thì mọi người nói là thắt lưng ở Việt Nam thì mua cũng rẻ hơn, đeo cũng đẹp hơn, vừa vặn với mình hơn, không phải đục lỗ. Và khi mà sang bên này thì mọi người kiểu mặc quần tây các thứ linh tinh thì rất là tiện. Thế nên là các bạn nam hãy lưu ý điều này nhá. Cũng nằm trong hạng một quần áo nhưng mà phụ hơn một chút, thì mình khuyên mọi người là nên mang một số đồ vệ sinh cá nhân sang đây. Ví dụ như là khăn rửa mặt, khăn tắm này, hoặc là một số những cái hộp nhỏ hoặc là tuýp nhỏ của sữa tắm, dầu gội đầu hoặc là sữa rửa mặt, để phòng trường hợp khi mà mọi người sang đây rơi trúng vào ngày chủ nhật, không có siêu thị nào mở cửa, mọi người cũng không có cái gì để mua cả thì rất là bất tiện. Hoặc là mọi người không tiện đi đâu đấy mua sắm trong 1-2 ngày đầu và ở nhờ nhà ấy, đấy thì cũng có đồ để dùng. Đừng để như bọn mình. Thực ra là không liên quan đến việc mang đồ sang đi du học, mà có một lần thì hồi năm ngoái bọn mình đi Budapest, xong rồi sang bên đấy thì bọn mình sang đúng đợt Noel, và điều thật là không may mắn đấy chính là ở trong siêu thị thì người ta không còn bàn chải cũng như là không có thuốc đánh răng. Thế nên là trong khoảng tầm một ngày hoặc là hai ngày đầu tiên ấy, bọn mình phải đánh răng bằng tay. Khổ lắm ấy. Thế nên là mọi người đừng để rơi vào trường hợp như mình, hãy mang theo những cái túi nhỏ nhỏ thôi sang bên này dùng. Còn ngoài ra thì sau đấy thì mọi người có thể mua thoải mái ở siêu thị, rất là nhiều mẫu mã, nhiều lựa chọn và cũng không đắt lắm đâu. Thứ hai là dép đi trong nhà. Cái này thì mình mới nhận ra được khoảng tầm 1-2 năm gần đây thôi. Bởi vì ở bên này thì có hai loại dép đi trong nhà. Thứ nhất là cái dép bông ấy, đi mùa đông thì cực kỳ thích. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mà mọi người đi tắm ấy thì đi ra chả lẽ đi dép bông, kiểu cảm giác nó sẽ kiểu bị dính xong rồi bẩn bẩn đi, thế nên mà mình không thích. Thứ hai là ở bên này thì có tông để đi, nhưng mà vấn đề ở chỗ là tông thì đi thì cũng được thôi, nhưng mà nhỡ mà một mùa đông thì đi lại bị lạnh chân ấy. Thế nên là mình nghĩ là mọi người nên mua cái loại mà dép sục ở Việt Nam ấy. Mặc dù là trông hơi xấu một tí nhưng mà đảm bảo sang bên này mọi người đi thích cực. Hoặc là nếu không thì là những cái loại dép mình chẳng biết gọi tên là gì nữa, chỉ là dép lê thôi, đi trong nhà và không phải là dép sỏ ngón ý, thì mọi người mang sang bên này một đôi thôi, mọi người kẹp trong vali một cách một trong một ngăn nào đấy, sang bên này đi cực kỳ tiện, cực kỳ thích. Tiếp theo là đến khoản đồ ăn. Mình nghĩ là khi mà ở Việt Nam sang Pháp lần đầu tiên thì mọi người muốn mang cả Việt Nam sang bên này, mang bún, phở, mì, miến, tất cả những cái thứ mà mọi người thích từ Việt Nam qua. Nhưng mà mình thì theo ý kiến cá nhân thì mình chỉ khuyên mọi người mang theo hai thứ thôi. Thứ nhất đấy chính là một vài gói mì tôm. Mình không nói với mọi người là mang cả hộp mì tôm và để vào vali xong rồi mang sang bên này để ăn dần đâu nhá, mà mình chỉ nói với mọi người là mang khoảng tầm 5-6 gói mì tôm. Để như là mình nói lúc trước ấy, thì chẳng hạn như mọi người sang đi chủ nhật hoặc là mọi người sang bên này có đồ ăn nhưng mà mọi người sẽ bị lệch múi giờ và mọi người đói về đêm chẳng hạn, thì có những thứ đấy rất là tiện cho những ngày đầu tiên ở bên này. Sau đấy thì mọi người hoàn toàn có thể mua ở siêu thị này. Ở mỗi siêu thị lớn thì đều có một cái gian hàng đồ châu Á ấy, thì có thể mua mì tôm ở đấy cũng không đến mức đắt lắm đâu. Hoặc nếu không thì mọi người có thể mua ở chợ châu Á cũng rất là tiện. Và thứ hai thì mọi người có thể mang sang những thứ mà mọi người cực kỳ thích ở Việt Nam. Ở Việt Nam rất là ngon và bên này cực kỳ khó kiếm. Ví dụ như kiểu là mắm tép chân thịt, cái này trộn với cơm ăn cũng rất là ngon. Hoặc là ruốc, hoặc là vừng. Thì đấy chính là hai cái thứ mà mình mang mọi người sang bên này, mang sang bên này thôi. Còn mọi người đừng nên mang những cái thứ mà kiểu rau, củ, quả, thịt thà các thứ. Thứ nhất là bảo quản cực kỳ khó. Rồi khi mà mọi người sang bên này mang vác các thứ linh tinh thì cũng rất là bất tiện nữa. Thế nên là mọi người chỉ nên giữ những cái thứ nào mà đồ khô, những cái thứ nào mà dễ mang mà không dễ bị hỏng ấy. Về mục giấy tờ thì mình nghĩ là mọi người nên mang theo một số bản giấy công chứng hoặc là bản photo của một số giấy tờ quan trọng. Ví dụ như là chứng minh nhân dân này, giấy khai sinh, bằng cấp 3, bằng đại học hoặc là bằng lái xe máy. Những cái đấy thì không bao giờ là thiếu cả, bởi vì sang bên này mọi người làm rất nhiều thủ tục hành chính. Thế nên là mọi người sẽ cần ở thời điểm này hoặc là thời điểm khác. Và thứ hai, thực ra cái này cũng không xếp vào giấy tờ cho lắm, nhưng mà mình khuyên mọi người là nên mang theo một cái thẻ Mastercard hoặc là Visa card thì sang bên này kia sẽ tiện hơn. Vì khi mà sang bên này lần đầu tiên ấy thì mình khuyên mọi người là không nên mang quá nhiều tiền mặt theo người, bởi vì thứ nhất là quá nguy hiểm, chẳng hạn như mọi người sống những thành phố như kiểu Paris chẳng hạn, an ninh nó hơi thỉnh thoảng nó hơi thiếu ổn định một chút ở một số khu ấy, thì mang theo người thì rất là nhiều bất chắc. Và thứ hai là ở Pháp mọi người rất là ít khi tiêu tiền mặt. Mình sang bên này cũng khá lâu rồi nhưng mà mình rất ít khi nhìn thấy tờ 500 ơ hoặc là tờ 100 ơ, chẳng hạn như khi đi siêu thị chẳng hạn, rất là hiếm thấy. Thế nên là mình nghĩ là mọi người nên nhờ kiểu bố mẹ hoặc là người trong gia đình tặng cái thẻ phụ thôi, và sang bên này thì tiêu mặc dù mất một ít phí nhưng mà mình nghĩ là sẽ an toàn hơn cực kỳ nhiều luôn ý, và khi mà mình ra đường mình cũng cảm thấy yên tâm hơn nữa. Cùng đến với hạng mục cuối cùng thôi. Đây là những cái thứ đồ mà mình không biết xếp vào mục nào cả, thế nên mình gọi nó là những đồ linh tinh. Thứ nhất là mình khuyên mọi người nên mang theo một số thuốc khi sang bên này, chẳng hạn như là thuốc cảm cúm, đau đầu, sổ mũi, đau bụng hoặc là nhỏ mắt chẳng hạn, mà mọi người cảm thấy mình dùng hợp ở Việt Nam thì mọi người nên mang sang một ít.
để mọi người để trong tủ đề phòng những cái trường hợp mà những cái tuần đầu tiên hoặc tháng đầu tiên sang đây mọi người ốm chẳng hạn. Và thứ hai là những cái thuốc như kiểu là thuốc dị ứng, thuốc đặc trị một bệnh nào đấy hoặc là thuốc kháng sinh, thì những loại thuốc đấy bên này phải có đơn của bác sĩ thì mới mua được. Thế nên trong trường hợp mà mọi người đã biết là mình loại thuốc mình cần rồi và hoặc là ngại không muốn xin đơn của bác sĩ chẳng hạn, thì có thể mang sang đây một loại những cái loại thuốc đấy nữa. Thứ hai thì mình nghĩ mọi người nên mang theo một vài cặp kính dự phòng. Mình thì mình không đeo kính thế nên là mình không biết. Nhưng mà những người bạn của mình ý, thì lần nào từ Việt Nam qua thì cũng mang theo khoảng tầm 2-3 cặp kính. Đo ở Việt Nam chẳng hạn như do cận thị hoặc là do loạn thị chẳng hạn, mang xem bên này 2-3 cặp như thế để phòng những cái trường hợp mà hỏng hóc rồi vỡ rồi mất các thứ thì mọi người có thể có thứ để dùng luôn. Tiếp theo là ổ cắm điện Liwa để cắm có nhiều rắc cắm ý. Cái này thì rất là tiện bởi vì khi mà mọi người đến phòng của mình thì chẳng hạn như phòng có ít ổ điện chẳng hạn thì mọi người mang theo cái đấy mọi người có thể cắm vào và sau đấy thì có thể thoải mái cắm thêm những thiết bị mà mình muốn. Cái này thì ở Việt Nam không đắt lắm mà sang bên này thì dùng rất là tiện, bởi vì một phần nữa là cái ổ cắm bên này nó hơi khác ổ cắm Việt Nam một chút, nó sẽ có hai cái lỗ với cả lại một cái thanh chòi ra, thì không phải là cái nào ở Việt Nam cũng cắm vào được. Chẳng hạn như là những cái dẹt thì ok, nhưng mà những cái nào mà kiểu cấu trúc nó khác ấy thì khó cắm hơn ấy. Thế nên là mọi người mang cái đấy sang cứ cẩn thận, không bao giờ là thừa cả, với cả cái đấy nó cũng chỉ là một cái plug nhỏ nhỏ này này, thì để trong vali thì cũng không đến mức tốn diện tích đâu. Và cuối cùng thì cái này là một cái siêu nhỏ thôi, đấy chính là một bộ kim chỉ. Mang những cái này sang đây thì mình cũng không nghĩ là cần phải dùng quá nhiều đâu, nhưng mà cẩn thận còn hơn không, thì để phòng những lúc mà mọi người bị rách quần áo hoặc là những cái lúc mà mọi người cần sửa cần khâu cái gì đấy thì những cái đấy không bao giờ là thiếu cả. Nếu mà mọi người vẫn còn xem video đến phần thứ 3 của video này thì mình cảm ơn mọi người thật là nhiều. Cảm ơn mọi người đã xem video clip ủng hộ cho mình. Ở phần thứ 3 này thì mình sẽ nói về những cái bí kíp pack đồ mà mình đã rút ra được từ những cái lần pack đồ từ Việt Nam qua đây rồi đi du lịch các thứ nhá. Bí kíp đầu tiên đấy chính là chọn những chiếc vali thật chất lượng. Khi mà sang bên này lần đầu tiên ý, thì mọi người sẽ có rất là nhiều đồ cần phải hệ nệ, tay xách nách mang, rồi nhiều khi còn phải di chuyển bằng tàu, xe hoặc là các phương tiện công cộng để về cái chỗ ở của mình nữa. Thì một cái chiếc vali chất lượng này nhẹ 4 bánh thì sẽ giúp mọi người kiểu thay đổi cuộc sống luôn ý. Thực ra mình nói hơi quái thôi, nhưng mọi người cứ tưởng tượng mà xem, khi mà lần đầu tiên sang bên này bỡ ngỡ với cả một cái vùng đất mới, một cái mảnh đất mới mà tự nhiên bụp phát kiểu quay vali bị đứt là kiểu bánh xe bị gãy, thì mọi người cảm thấy kiểu rất là kiểu mệt mỏi, mọi người cảm thấy kiểu rất là bực mình luôn ý. Thế nên là mọi người hãy chịu khó đầu tư một khoản ban đầu thôi. Sang bên này thì vali mọi người dùng rất là nhiều, thế nên là mình nghĩ kể cả có một khoản hơi ban đầu hơi đắt một xíu, nhưng mà sau đấy mọi người dùng được thì cũng không hề phí tí nào, đúng không? Thứ hai là thay vì gấp quần áo thì mọi người nên cuộn quần áo lại thành những cuộn tròn. Những cái cuộn quần áo này thì thứ nhất là xếp sẽ tiết kiệm diện tích hơn, và thứ hai là cực kỳ tiện để chèn những cái đồ chẳng hạn như là dễ vỡ trong cái vali của mọi người. Cái này thì mình học cách đây khoảng tầm 3-4 năm rồi, và bây giờ thì lần nào đi du lịch, kể cả đi du lịch ngắn ngày hay dài ngày, thì mình cũng chịu khó cuộn quần áo vào, cảm giác rất là thích. Và thứ hai là bắt đầu như thế rất là tiện, và đến lúc mà mọi người lôi ra ấy thì cũng cực kỳ tiện luôn. À đúng rồi, bởi vì là khi mà mọi người gấp ấy thì khi mà mọi người muốn tìm cái đồ nào đấy thì chẳng hạn phải lật để tìm cái thứ đồ mà mình muốn. Còn khi mà mọi người cuộn thì mọi người có thể nhìn thấy trong vali rõ ràng là ừ cái này là cái áo này, cái này là cái quần này, thì mọi người có thể rút ra và không làm ảnh hưởng đến những cái đồ khác. Thứ ba là mình khuyên mọi người nên lấy một tờ giấy và sau đấy ghi thông tin liên lạc của mình lên trên đấy, chẳng hạn như là tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc là mail liên lạc, để chẳng hạn như là đề phòng trường hợp. Thực ra là mình không mong mọi người gặp phải trường hợp này đâu, nhưng mà chẳng hạn như mọi người bị thất lạc hành lý thì cái công cuộc mà tìm lại hành lý sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Bí kíp cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video lần này đấy chính là làm thế nào để có thể nhận diện vali một cách dễ dàng hơn ở sân bay. Mình thì đơn giản lắm, mình hay buộc vào chân quai vali một cái dây hoặc là một cái nơ màu chóe chóe một tí cực kỳ dễ nhận ra, để khi mà ở băng chuyển đồ sân bay thì mọi người có thể nhận ra ngay lập tức vali của mình. Bởi vì ở sân bay thì nhiều khi có rất là nhiều vali cùng màu này hoặc là cùng nhãn hiệu mà mọi người không đánh dấu gì, mọi người chỉ nhìn tên thôi ý, thì nhiều khi mọi người khó nhận ra lắm. Thế nên là chỉ cần một cái sợi dây cực kỳ chóe ở đấy là mọi người sẽ nhận ra ngay lập tức. Vậy là video lần này của mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người thật là nhiều bởi vì đã theo dõi video tới đây và đã ủng hộ channel của mình nhé. Mình hy vọng là với video lần này thì mọi người đã có thể có thêm một số lời khuyên thật là bổ ích để xem là có những thứ gì nên mang hoặc là không nên mang khi sang bên này du học lần đầu tiên. Và nếu như mọi người có câu hỏi gì đặt cho mình, ví dụ như kiểu là mọi người đang cực kỳ phân vân không biết có nên mang theo một món đồ gì sang bên này hay không, thì mọi người hãy comment ở phía dưới để mình trả lời. Còn nếu mà mọi người muốn chia sẻ về những cái câu chuyện hài hước của mình này, những cái kỷ niệm đáng nhớ về quá trình bắt đầu hoặc là quá trình du học
bên này thì đừng quên comment phía dưới cho mình để mình có thể chia sẻ câu chuyện đấy cùng với mọi người nhé. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và nếu như mọi người thích video lần này thì đừng quên ấn like cho video, và một lần nữa thì đừng quên subscribe channel của mình để có thêm thật nhiều những thông tin bổ ích về chủ đề nấu ăn này, về chủ đề du học và còn nhiều những cái video thật là vui khác, thật là hay khác nữa nhé. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, và bây giờ thì mình sẽ hẹn gặp mọi người trong những video lần sau. Bye bye.